Quen TV xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Quen TV xin mời các anh chị và các bạn hãy cùng Quen TV đi xem tiến độ thi công cái công trình nút giao lập thể Nam Cầu Bính, thành phố Hải Phòng. Nút giao này đặc biệt là có 3 tầng, nghĩa là tầng cầu vượt, tầng mặt và tầng hầm. Chúng ta đang có mặt trên đường Bạch Đằng và đây là cái điểm đầu của cái đường hầm. Nối từ đường Bạch Đằng và chui xuyên dưới hầm dưới đường sắt và sang đường Hồng Bàng. Giải phóng mặt bằng ở đường Bạch Đằng đã hoàn tất và đang thi công cái phần đào hầm xuống ngầm dưới lòng đất. Theo mình được biết thì cái hạng mục hầm chui từ đường Bạch Đằng và đường Hồng Bàng thì chui dưới đường sắt có phần hầm kín dài 190m. Phần hở hai đầu hầm dài 140m và tường chắn hai đầu hầm dài 40m bằng bê tông cốt thép, và cái mặt cắt ngang hầm rộng 15m, trong đó thì cái phần mặt đường rộng 11,5m và cái đường công vụ của hai làn mỗi làn rộng 0,75m. Đây chúng ta đang đứng ở chỗ ngã ba Thượng Lý, cái nơi mà đi từ đường Hùng Vương, từ đường từ cầu Tam Bạc ra đường giao với Bạch Đằng. Hiện tại ở đây vẫn đang có rào chắn và phân luồng để cho các phương tiện đi lại, để tránh sự ảnh hưởng từ cái xây dựng công trình thi công công trình Nam Cầu Bính này. Chúng ta đang đứng ở dưới chân tòa nhà Vincom, dưới khách sạn tòa nhà 5 sao Vinpearl. Vâng, nếu đứng ở trên tòa nhà 45 tầng thì chúng ta có thể quan sát được toàn cảnh cái nút giao lập thể Nam Cầu Bính này. Hôm nay chúng ta sẽ đi cận cảnh trực tiếp ở dưới cái nút giao. Và phía trước chúng ta là cái cầu vượt từ phía Nam Cầu Bính và sẽ vượt qua đường sắt và vượt qua cả sông Dế đi sang bên phía huyện An Dương. Và đối với cái hạng mục cầu vượt này sẽ xây dựng cái cầu vượt trực thông nhiều nhánh, nghĩa là từ cầu Bính đi đường vành đai 2 gồm 14 nhịp, tổng chiều dài cầu khoảng 432m, kết cấu dầm bản rỗng bằng bê tông giữ ứng lực. Và nhánh từ cầu Bính đi đường Hồng Bàng thì có 4 nhịp và chiều dài cầu là 123m. Tường chắn đầu cầu dài 70m và kết cấu dầm bản rỗng bằng bê tông giữ ứng lực. Và một nhánh nữa là từ đường Hồng Bàng đến lên cầu Bính thì đi theo vòng xoay lên cầu vượt gồm 5 nhịp, chiều dài cầu khoảng 120m. Với thời điểm hiện tại thì nhà thầu công trình đang lắp đặt những dàn giáo để đổ những cái thanh dầm của bề mặt cầu vượt nối ở tại nút ngã ba cầu Bính. Trước đó thì các trụ đỡ cầu đã hoàn tất, nhưng mà đến bây giờ thì thời điểm hiện tại thì mới nối liền đổ các thanh dầm và nối liền toàn bộ cái cầu vượt từ phía hướng từ cầu Bính và sang đến vượt sang sông Dế. Và để quan sát chi tiết hơn về công trình nút giao lập thể Nam Cầu Bính này, tôi đi từ đường Bái Sậy thuộc phường Trại Chuối, sẽ đi ra đường Hồng Bàng. Thì
qua quan sát công trình thì còn rất đang nhiều thứ ngổn ngang. Và để đẩy nhanh tiến độ công trình thì nhà thầu thi công vẫn đang làm ngày đêm. Và theo quan sát ở bên tay trái này thì đây là cái cầu từ huyện An Dương đi sang đường Bạch Đằng. Và phía trước là một cái cầu, một cái lối lên từ đường Hồng Bàng lên cầu vượt ra lên cầu Bính, đi ra cầu Bính. Đây là cái đường đang thi công cái hầm chui. Vẫn đang đổ tường của cái hầm hầm chui này. Và quan sát cái phía cầu vượt ở bên trên thì đã làm xong và có cả lắp đặt lan can cũng xong rồi. Nó đang thi công nên đường đây rất bụi, các phương tiện cũng đi lại nhiều. Nên ta quan sát cái đường đường chui xuống đường hầm chui. Từ đây là từ phía Hồng Bàng sẽ chui xuống dưới đường sắt và sang đường Bạch Đằng. Cái bề rộng của đường hầm chui này khoảng 15 mét. Đây là cái đường chúng ta đang đi ra đường Hồng Bàng. Và quan sát phía xa ta thấy là trung tâm hành chính của quận Hồng Bàng đã tọa lạc ở trên đường Hồng Bàng này, và siêu thị Mega Metro Coop. Ok, và chúng ta quay lại nút giao chỗ chân chỗ cầu vượt từ phía cầu Bính đi sang qua cầu Dế sang huyện An Dương. Và đây là cái cầu là cái đường nối liền lên cầu vượt cầu Bính để ra đường vành đai 2 ra ngã tư cơ điện. Cầu bắc qua sông Dế để nối liền vào cái cầu vượt. Qua quan sát thì cái cầu cũng đã làm xong, còn đợi hoàn thiện một số cái hạng mục nữa. Và đi tiếp hướng về đây chúng ta có thể là nhìn qua thấy rõ cái đường dẫn lên cầu từ đường Hồng Bàng lên cầu cầu vượt để đi ra lên cầu Bính. Đấy, một cái đường cong này. Phía trước này là vẫn đang thi công cái hầm chui. Vâng, các anh chị và các bạn vừa cùng Quen TV đi một vòng quanh cái nút giao lập thể giao thông 3 tầng phía nam cầu Bính. Hôm nay chúng ta đi quan sát cận cảnh công trường đang thi công. Và xin chào tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút like, share và ấn nút đăng ký màu đỏ bên phải bên dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.